Anh Khôi có thể giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về những ngành học có chương trình dự bị thạc sĩ tại Mỹ cũng như là sự khác nhau giữa những chứng chỉ như là TOEFL, GMAT và CREE là gì ạ? Những cái ngành học phổ biến nhất cung cấp chương trình dự bị thạc sĩ đó là những khóa học về kỹ năng nền tảng học thuật. Ví dụ như kỹ năng viết văn bản học thuật bao gồm là viết luận, viết các chủ đề mang tính sáng tạo và thảo luận. Tân Đại Dương cũng xin chỉ rõ những khái niệm về TOEFL, GMAT và CREE cho các bạn du học sinh. Thứ nhất là về TOEFL, đây là chữ viết tắt của Test of English as a Foreign Language. Hầu hết các học sinh quốc tế từ những nước không sử dụng tiếng Anh như là cái ngôn ngữ chính đều phải dự cái kỳ thi TOEFL này. Điểm số đạt được là bằng chứng thể hiện cái khả năng mà mình có thể học được tiếng Anh và qua những cái bài giảng ở nước ngoài hay không. Và trên thực tế thì có đến 2.400 trường đại học ở Bắc Mỹ yêu cầu học sinh phải có điểm TOEFL khi tham gia học. Điểm TOEFL này cũng chỉ là có giá trị trong 2 năm. Thứ hai là GMAT, là viết tắt của chữ Graduate Management Administration Test. Đây là cái điều bắt buộc đối với những bạn muốn học về business. Kết quả thi GMAT này có giá trị trong vòng 5 năm. Thứ ba là CREE, viết tắt của chữ Graduate Record Examination. Đây là cái kỳ thi bắt buộc cho hầu hết những cái khóa học sau đại học ở Mỹ, ngoại trừ về học về luật, về kinh doanh hoặc là về y. Có khoảng 450.000 sinh viên tham gia kỳ thi này hàng năm. Trong đó thì có 150.000 sinh viên quốc tế và 300.000 sinh viên của Mỹ. Kết quả của kỳ thi CREE này thì cũng sử dụng trong vòng